Mình xin chào mọi người. Thì hôm nay hoa nở nè, cho nên mình mở rèm ra cho nó đẹp. Thì cái bài ngày hôm nay mình sẽ học về một cái chủ đề, đó là phrasal verb. Phrasal verb là ngữ động từ hoặc là cụm động từ. Thì cái phần này là một cái phần mà khá là khó trong tiếng Anh, bởi vì mình bắt buộc phải học thuộc và nó là cái gì và nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bài học. Thứ nhất, mình hiểu đây á, phrasal verb là một cái động từ, nó vẫn là động từ, nó vẫn là một cái verb. Nó kết hợp giữa một động từ bình thường và một cái mình gọi là tiểu từ. Tiểu từ thì đúng hơn. Một cái tiểu từ, và các cái tiểu từ phổ biến ở đây á, nó là các cái giới từ mà mình biết trong tiếng Anh á, nó là around, at, away, in, on, off, out, up to, over, round. Nó là những cái từ này. Thì khi mà những cái từ này kết hợp với một động từ bình thường, ví dụ như là động từ go kết hợp với on, thì nó sẽ ra một cái ý nghĩa khác, chứ nó không còn mang ý nghĩa của chữ go nữa. Bây giờ mình sẽ đưa ra một vài cái ví dụ về phrasal verb cho mọi người ha. Ví dụ chữ turn này. Turn này thì ví dụ như là rẽ. Ví dụ như mình đi, mình turn right, turn left, mình rẽ trái, rẽ phải, mình turn, mình xoay, ví dụ là như vậy. Nhưng khi mà turn nó đi với on, nó có nghĩa là bật 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 lên á. Ví dụ như mình bật công tắc, mình bật tivi, mình bật quạt lên thì nó là turn on. Ngược lại mình tắt sẽ là turn off. Turn on, turn off. Hoặc là chữ take này thì nó có rất là nhiều cái cách dịch. Nhưng khi take mà đi với on, nó có nghĩa là đảm nhận, trách nhiệm, đảm nhiệm. Hoặc là chữ go này, ví dụ go là đi. Nhưng mà khi go mà đi với on, nó sẽ là continue, nó sẽ là tiếp tục, go on. Thì tại sao? Bởi vì cái phrasal verb này thì người ta hay sử dụng trong văn nói rất là nhiều, nhiều hơn văn viết. Bởi vì cái lý do á, là nó dùng một cách ít trang trọng hơn. Có nghĩa là nó thường dùng, ví dụ như là gọi là informal, ít trang trọng, và nó suồng sã, thân mật. Và trong văn nói thì người ta sẽ hay dùng phrasal verb. Còn nếu như mà mình dùng dạng trang trọng, lịch sự cho khách hàng, thì mình nên dùng những cái động từ bình thường. Ví dụ mình dùng continue, mình đừng có dùng go on. Đó. Và bây giờ mình sẽ có cái phrasal verb nó kết hợp với tân ngữ. Tân ngữ object là trong cái bài lần trước mình đã có nói về cái tân ngữ này rồi nè. Tức là nó đi theo sau động từ, nó bị tác động bởi cái động từ đó. Thứ nhất là cái phrasal verb không có tân ngữ theo sau. Ví dụ mình có là the bomb didn't go off. Go off này á là nổ, nổ, phát nổ. Là quả bom này nó đã không có nổ. Thì mình nhìn thấy sau go off này là phrasal verb. Sau nó không có gì hết, không có tân ngữ, thì mình sẽ nhớ lại cái bài nội động từ và ngoại động từ. Thì đây chính là nội động từ. Nội động từ sẽ không có tân ngữ theo sau. Hoặc là bây giờ mình sẽ có câu thứ hai là she is looking for her phone. Look for là một cái phrasal verb, có nghĩa là tìm kiếm. Ở đây người ta đang chia thì hiện tại tiếp diễn là is looking nè, be cộng verb in. Cô ấy đang tìm kiếm cái điện thoại của cô ấy. Thì mình nhìn thấy sau look for là her phone. Her phone là cái điện thoại của cô ấy. Đây là object, là tân ngữ. Thì ở cái phrasal verb look for này là ngoại động từ. Cái phrasal verb go off ở trên này là nội động từ. Có nghĩa là mình liên kết tất cả các kiến thức lại á, thì mình sẽ hiểu được vấn đề nó là như vậy. Bây giờ mình sẽ có cái phần tiếp theo, tức là vị trí của tân ngữ. Thì ở đây mình thấy là cái tân ngữ trong cái tình huống này chính là your shoes. Your shoes là cái đôi giày của bạn. Mình thấy ở đây nó có cái phrasal verb take off. Take off này có nghĩa là cởi, bỏ ra. Take your shoe off. Tức là take your shoe off, tức là cởi cái giày của bạn ra. Hoặc là take off your shoes. Là nó hai cái này đều mang nghĩa tương tự nhau. Thì ở trường hợp này tân ngữ nó có thể là đứng giữa hoặc là cuối câu, đều không làm thay đổi ý nghĩa gì cả. Còn ở đây mình có đại từ tân ngữ. Thực ra cái chữ này á, thay vì ví dụ mình nói là take your shoes, mình có thể thay thay thế cái your shoes đó bằng it, cởi nó ra. Take it off trong mình nói là mình rất là hay dùng cái này. Ví dụ như là mình đi vào nhà của người khác, thì mình hoặc là mình đi vào một cái nơi nào đó mà mình không biết là có nên hoặc là có phải cởi giày ra hay không,
Mình có thể nói là do I have to take it off, take my shoe off. Tôi có phải cởi cái giày của tôi ra hay không? Thì ở đây cái chữ it này là your shoes, là nó làm cái tên ngữ, nhưng cái tức là nó làm cái đại từ, nhưng mà nó ở cái vị, vai trò nó là tên ngữ nên mình gọi đại từ tên ngữ. Trong cái phần này thì trong phần đại từ mọi người chỉ cần xem lại video đại từ là mọi người sẽ hiểu rõ phần này. Nhưng mà khi mà mình dùng cái đại từ này thay thế thì mình thường hay để ở giữa, mình không có để ở cuối, mình không có nói là take off it. Take off it, mình không có nói take off it mà take it off, take it off. Mình chỉ nói như vậy thôi. Còn nếu như mà take mà your shoes thì mình để giữa hay để cuối đều được. Cái phần này rất là quan trọng. Mình phải phân biệt được phrasal verbs và giới từ đi theo sau động từ. Tại sao phải phân biệt? Tại vì khi mà mình nhìn vô hai cái ví dụ này, speak up và speak about, mình nhìn thấy đều là động từ speak, và nó đi với một cái up hoặc là đi với một about. Đây có thể là tiểu từ, đều là các tiểu từ. Tuy nhiên, chỉ có speak up là phrasal verb, còn speak about là nó không phải là phrasal verb. Một cái cách phân biệt rất là đơn giản, đó chính là ví dụ như phrasal verb mình không thể nào dịch được. Ví dụ up, mình dịch up là gì? Là lên, đúng không? Up là lên, down là xuống. Thường thường mình dịch là như vậy. Nếu như mà mình dịch speak up là nói lên thì mình sẽ không hiểu ý nghĩa của nó là cái gì hết. Speak up là nói thẳng, nói thẳng ra đi. Đó, ví dụ như vậy, nói thẳng thắn đó. Còn speak about, about là gì? Là về một cái gì đó. Thì speak about là nói về một cái gì đó. Kết hợp hai từ này lại, mình ra được cái ý nghĩa, tức là của từng chữ. Speak là nói, about là về cái gì đó. Speak about là nói về cái gì đó. Thì đây nó chỉ là một động từ đi kèm theo cái giới từ thôi, không phải là phrasal verb. Phrasal verb mình không thể nào dịch được khi mà mình tách riêng từng chữ ra, mà khi mà kết hợp hai chữ đó lại nó sẽ mang một cái ý nghĩa khác. Ở đây mình có những cái cụm có thể tách rời hoặc là không thể tách rời. Thì cái phần này giống như là take the shoe off á, giống như cái phần mà cởi giày ra đó. Thì mình có thêm một cái ví dụ là I wake up Sarah. Wake up là đánh thức, tôi đánh thức Sarah dậy. Nó cũng bằng với I wake Sarah up. I wake Sarah up hoặc I wake up Sarah đều ý nghĩa như nhau. Ở đây là nó có thể tách rời được. Tách rời có nghĩa là chữ wake và up, nó có thể đưa một cái tên ngữ vào giữa hoặc là đứng cuối, có thể tách rời. Nhưng đối với một số phrasal verb nó sẽ không tách rời được. Ví dụ như là look up to, look up to someone. Ở đây là ngưỡng mộ hoặc là tôn trọng ai đó. Thì mình phải là look up to, rồi mình đưa cái người mà mình tôn trọng xuống phía dưới. Ví dụ I look up to my father, I really look up to my father. Tôi rất là ngưỡng mộ ba của tôi. Mình không thể nói là I really look my father up to, hoặc là I really look up my father to. Mình không thể tự đưa cái chữ my father vào giữa những cái chữ look up hoặc là up to được, thì nó bị sai. Và làm sao để mình biết được điều này? Thì mình sẽ nhìn vào từ điển. Giống như cái phần hôm bữa, trong cái phần mà cách dùng từ điển Oxford, thì nó sẽ đưa ra cho mình là cái nguyên lý để mình dùng. Ví dụ như trong cụm từ người ta đã ghi rõ là look up to someone, thì mình biết rằng mình chỉ có được thay thế cái ai đó vào cái chữ someone ngay vị trí này thôi, chứ mình đừng có đổi. Còn ví dụ như ở trong từ điển người ta có đưa ra những cái dạng, ví dụ như đưa tên ngữ vào giữa cũng được, giống như cái chữ mà cởi giày á, hoặc là đánh thức Sarah dậy á, thì mình có thể làm theo cái đó. Còn không thì mặc định là đúng vị trí của nó, chứ mình không được đưa vào bất kỳ vị trí nào. Thì bây giờ mình sẽ có một vài câu ví dụ cho mọi người hiểu rõ phần phrasal verb này ha. Bây giờ mình sẽ có câu đầu tiên, I am bà chấm Tom address, do you know it? Tôi đang bà chấm cái địa chỉ của Tom. Tom thì bạn có biết nó không? Cái phần mà find out, finding out tức là tìm thấy, tìm ra. Còn look for, hope for nãy mình đã có là tìm kiếm. Còn get for thì nó không phải phrasal verb. Thì ở đây là mình nhìn thấy là cái ý nghĩa của cái chữ này đó là tôi đang tìm cái địa chỉ của Tom. Cho nên nó sẽ là đáp án là câu C, looking for, tôi đang tìm kiếm. Thông thường thì thực sự ra cái phrasal verb này nó cũng chỉ là những cái nào mà thông dụng mình hay dùng thôi thì mình để ý, chứ mình không thể nào mà nhớ hết được. Tại vì việc mà mình nhớ hết thì nó cũng không có lợi gì nhiều. Chủ yếu là mình thi cử thôi. Và trong thi cử thì như kinh nghiệm của mình thấy thì nó cũng chỉ ra những cái nào mà nó thông dụng phổ biến thôi, chứ còn không phải là cái gì người ta cũng ra đâu ha. Cho nên là mình chỉ cần là
À, biết những cái nào nó thông dụng là được rồi. Câu thứ hai là I can 3 chấm. With most things, but I can't stand noisy children. Tôi có thể 3 chấm hầu hết mọi thứ, nhưng mà tôi can't stand này tức là không thể chịu đựng nổi cái noisy children, tức là những đứa trẻ ồn ào. Thì trong này mình sẽ có một số cái phrasal verb, ví dụ như là put aside này á là tiết kiệm hoặc là để dành. Put on này nó có nghĩa là mặc mặc vào, ví dụ như đội nón vào, mặc quần áo vào. Hoặc là put up. Put up này á, nếu như mà nó có nghĩa là lắp đặt, nhưng mà nếu như nó đi với chữ with này rất phổ biến luôn. Các bạn học sinh cứ nhớ những cái đáp án, tại vì những cái đáp án nó sẽ là những cái phrasal verb dùng nhiều nhất. Put up with là chịu đựng, chịu đựng. Put off là trái nghĩa với put on, tức là quên, mình nhầm. Put off này có nghĩa là delay, trì hoãn. Thì bây giờ mình sẽ có là tôi có thể chịu đựng được hầu hết mọi thứ, nhưng tôi không thể chịu đựng được những cái tiếng ồn của trẻ con ồn ào. Nên đáp án sẽ là câu C. Tiếp theo mình thấy ba cái này. Go away. Go away nó giống như là biến đi đó, đuổi người ta đi, đi ra đi. Get away là thoát khỏi. Relax on thì là chỉ là thư giãn. Run on này á thì có nghĩa là nạp thêm năng lượng, tiếp thêm năng lượng, ví dụ như vậy. Cái xe cần đổ thêm xăng, ví dụ vậy. Thì mình thấy là mình dịch là I need to, tôi cần phải, from work, từ công việc của mình, and take a holiday, và có một cái kỳ nghỉ. Tức là tôi cần phải thoát khỏi công việc. Get away from, nó đi với from. Get away from là thoát khỏi cái gì đó. Câu 4, turn into. Turn into là become, là trở thành. Turn out này là hóa ra là. À, hóa ra là. Turn on, tương tự hồi nãy lúc đầu mình có nói turn on là bật, turn off là đóng. Thì ở đây mình sẽ dịch it nó 3 chấm to be a beautiful night tonight, là một cái buổi tối thật là đẹp. Tối nay là một cái buổi tối thật đẹp. Turn out tức là hóa ra là nó tối nay là một cái buổi tối thật là đẹp. Hóa ra nó là một buổi tối thật là đẹp. À, tại vì đây có dấu chấm than nè, nó có nghĩa là giống một cái câu cảm thán. Hóa ra tối nay là một buổi tối thật là đẹp. Câu 5, take back là giống như lấy lại, rút lại. Say again là nói lại. Này không phải phrasal verb, tại mình dịch được từng chữ. Take off là mình có nói là cởi bỏ ra. Give off là ví dụ như là một cái gì, ví dụ như cái ô nhiễm môi trường, hoặc là cái mùi hôi nào nó phát ra, hoặc là cái việc ô nhiễm môi trường nó bị phát ra. Give up. Bây giờ mình sẽ dịch I want you to, tôi muốn bạn 3 chấm every bad word, những cái lời nói không hay, những lời nói xấu. You have said about my brother, bạn đã nói về em của tôi, em trai của tôi. Tức là tôi muốn bạn rút lại những cái lời nói không hay. Thì nó là take back. Take back tức là lấy lại những cái lời nói không hay. Đó. Thì phần này là kết thúc phrasal verb. Phrasal verb này mình sẽ từ các bạn học sinh tiểu học đã bắt đầu tiếp cận từ từ cho đến khi các bạn học đại học xong. Và nếu như còn học tiếng Anh thì mình đều có gọi là có cái liên quan đến phrasal verb trong các cái kỳ thi. Cho nên là việc mà mình biết được một chút ít nó cũng rất là tốt. Thực ra là nó khó thì đúng rồi, nhưng mà không nhất thiết mình phải học hết. Nó giống như kiểu là động từ bất quy tắc á. Động từ bất quy tắc có rất nhiều, nhưng mà mình chỉ học đâu tầm 40% thôi là mình đã dùng được. Mình nhận thấy là như vậy, là mình đã có thể dùng được tốt rồi á. Đó, chỉ khi nào mình gặp những cái từ nào mà nó thiệt là lạ thôi, nhưng mà thực ra trong cái giao tiếp thông thường á, thì cũng không dùng đâu. Thậm chí trong thi cử cũng như vậy. Cho nên là mình chỉ cần là mình rút ra những cái gì mà nó thông dụng nhất để mình học thì là mình thành công rồi. Và video đến đây là kết thúc. Mình rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào mọi người.